Thưa quý vị và các bạn, chương trình OCOP mỗi xã một sản phẩm đã thực sự thúc đẩy các địa phương, các hợp tác xã trong tỉnh cùng chung tay thực hiện để thay đổi bộ mặt nông thôn, mang đến cho người dân những sản phẩm nông sản sạch, an toàn, chất lượng. Từ đó, hình thành các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ nông sản sạch của địa phương qua hệ thống kênh phân phối là các siêu thị nhằm đưa sản phẩm sạch đến tận tay người tiêu dùng. Xuất phát từ ý tưởng đó, siêu thị OCOP Đắc Min đã ra đời trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 hoành hành với thông điệp mỗi người tiêu dùng hãy là một khách hàng thông thái, chọn lựa được những sản phẩm an toàn nhất, sạch nhất trong bữa cơm gia đình để cùng cộng đồng chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Anh Hoàng Nguyên Tới có trên 600 cây sa chi đang vào mùa thu hoạch rộ. So với giá cà phê, hồ tiêu đang rất giá thê thảm hiện nay, thì cây sa chi đang là nguồn hy vọng nhỏ nhoi còn sót lại của gia đình anh. Tuy nhiên, trong thời điểm dịch bệnh như hiện nay, mặt hàng này đã bị ngưng thu mua do không thể xuất khẩu ra thị trường các nước khác. Vì vậy, niềm vui bất ngờ của gia đình anh Tới là sau khi đội ngũ cán bộ kỹ thuật đi khảo sát vườn sa chi của gia đình anh, được hợp tác xã cà phê Oga ở xã Thuận An thu mua với giá cao hơn hẳn. Không yêu cầu mua giống, phân bón, hợp tác xã chỉ đặt ra tiêu chí hộ gia đình phải sản xuất theo hướng hữu cơ, sản phẩm hạt sa chi phải đảm bảo quy trình, chất lượng, có truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Là trong từ lúc 9 tháng 6, là hiện tại là giờ là được 10 tháng rồi. Là giờ vẫn thu hoạch được 3-4 tạ gì đó, cũng thực tế là bản thân là muốn thu hoạch sản phẩm xong là muốn bán được liền đấy để cho nó có phấn khởi. Hệ thống thì thu mua như nào đó thì bên người dân như em thì hợp tác thôi. Sa chi được mệnh danh là vua của các loại hạt với hàm lượng omega 3, omega 6 rất cao, với ưu điểm so với các loại cây trồng khác. Hiện nay, rất nhiều hộ dân trong vùng đã phát triển diện tích sa chi vượt quá mức thu mua mà các công ty đưa ra trong hợp đồng. Trước tình hình đó, hợp tác xã cà phê Oga, thôn Đức An, xã Thuận An đã đầu tư hệ thống máy móc tiên tiến, hiện đại để đầu tư chế biến, sản xuất các mặt hàng từ loại cây sa chi, vừa tận dụng được nguồn nguyên liệu của địa phương vừa đưa ra các thị trường để xuất khẩu. Qua quá trình chế biến đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm tại xưởng sản xuất đặt trên địa bàn xã Thuận An, toàn bộ thành phẩm hạt sa chi được đóng gói, xuất khẩu sang thị trường các nước. Để đáp ứng được nhu cầu khó tính của thị trường Đài Loan, Trung Quốc, Thái Lan, thì hợp tác xã phải đưa đội ngũ cán bộ kỹ thuật của hợp tác xã xuống hướng dẫn cụ thể kỹ thuật chăm sóc và lịch trình xuống giống, tưới nước, bón phân cụ thể của các hộ dân. Nhờ vậy mà nhiều năm qua, nguồn hàng của hợp tác xã luôn được các bạn hàng tin tưởng và đánh giá cao về chất lượng sản phẩm. Hiện tại bây giờ, công ty đang hướng theo là hàng nông nghiệp hữu cơ, thì phải chuyển đổi cho bà con mình bỏ cái canh tác tư tưởng là truyền thống để xài hầu như là dòng sinh học và hữu cơ hết, để chuyển đổi đạt ra một cái gọi là cái giá trị kinh tế, lợi nhuận cho bà con nó cao hơn. Vì khi hàng nông sản mà sạch với hữu cơ thì giá trị bán ra thị trường lúc nào là nó phải cao hơn rồi. Thì cũng đang muốn ví dụ như các bà con mình ở trong huyện Đức Minh riêng và tỉnh Đức Nông nói chung thì nên chuyển đổi cái lối canh tác, từ không phải riêng về cây sa chi, là kể cả cà phê hay tiêu đều phải hướng về cái gọi là cái organic hết. Trong khi người sản xuất còn lay hoay trong khâu kết nối, tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm, thì siêu thị mini OCOP ra đời với mục đích gắn kết nơi sản xuất đến tiêu thụ. Theo giám đốc siêu thị OCOP, trên các kệ hàng của siêu thị đang có hàng chục sản phẩm OCOP đến từ các địa phương và rất nhiều nông sản, đặc sản vùng miền. Riêng nông sản thực phẩm, siêu thị có hàng trăm mã hàng, trong đó 100% mã hàng của Việt Nam. Các sản phẩm OCOP, trong đó có nhóm nông sản, thực phẩm vào siêu thị, đòi hỏi đơn vị cung ứng phải cung cấp đủ hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm. Sản phẩm phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận, đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Đơn vị đã cử nhân viên về địa phương tìm kiếm sản phẩm đặc trưng, hướng dẫn nông dân sản xuất theo quy trình an toàn, hoàn thiện thủ tục, hồ sơ để đưa hàng vào siêu thị. Đầu tiên đó là đa số mà các hàng nông sản hiện tại bây giờ là nó không có nguồn gốc xuất xứ,
thì để bảo đảm cho cái sức khỏe của những người tiêu dùng á, thì em có ý tưởng là làm một cái cửa hàng siêu thị, là tất cả các hàng ở trong đó là đều có được nguồn gốc rõ ràng và được bảo đảm là 100% là tuyệt đối an toàn để người tiêu dùng là có bảo đảm được sức khỏe. Việc mà của cái chuỗi siêu thị ở Cóp Đắc Minh á là để giới thiệu cái mặt hàng nông sản của huyện, để bên của hợp tác xã cũng có nhiều cái đơn hàng xuất khẩu nông sản đi nước ngoài, thì mình muốn có một cái chuỗi để giới thiệu cho khách tới và người ta sẽ cần những sản phẩm gì của huyện thì mình sẽ đưa ra thế giới. Vì bên em hiện tại đang có một cái đơn hàng xuất khẩu nông sản đi Đài Loan, thì mình muốn có một cái kệ hàng để khách người ta tới người ta xem và người ta biết trực tiếp đến hàng phẩm và người ta lấy hàng. Không chỉ là đơn vị đầu tiên trên địa bàn huyện Đắc Min triển khai phần mềm điện tử trong trồng trọt, hợp tác xã cà phê Oga xã Thuận An đã triển khai mô hình sản xuất chi tiết cho từng vùng nhằm đa dạng hóa sản phẩm cung cấp cho người tiêu dùng trong hệ thống siêu thị mini. Đồng thời, có thể truy xuất nguồn gốc của từng sản phẩm, hướng dẫn quy trình, tổ chức sản xuất các loại rau, củ, quả theo hợp đồng khách hàng và cung ứng vật tư nông nghiệp, quản lý, kiểm soát chặt chẽ đầu vào và chất lượng sản phẩm đầu ra. Hiện nay, mỗi sản phẩm rau của hợp tác xã đều sử dụng một tem QR code để nhận diện truy xuất nguồn gốc và đã được công ty cổ phần chứng nhận Việt Gáp theo bộ tiêu chuẩn. Với mong muốn đẩy mạnh phát triển hệ thống phân phối, tạo điều kiện đưa thực phẩm sạch đến với người tiêu dùng. Thời gian tới, cùng với việc phục vụ nhân dân trên địa bàn huyện Đắc Min, hợp tác xã cà phê Oga còn dự kiến mở thêm các chuỗi siêu thị mini trên địa bàn tỉnh. Cái mục tiêu sắp tới thì để mà phát triển nữa thì bên hợp tác xã cũng đang có kế hoạch là xây dựng thêm khoảng 3 chuỗi cửa hàng nữa. Đó là còn mục tiêu xa hơn là 6 cái. Nhưng mà trước mắt đó là khai trương cái ở Đắc Min xong thì sẽ tiến hành làm ở Đắc Sông và làm ở Kiến Đức. Để hàng hóa đến tay người tiêu dùng được đảm bảo chất lượng, an toàn, siêu thị OCOP đã thuê các doanh nghiệp có uy tín được nhà nước cấp phép trong lĩnh vực kiểm định an toàn thực phẩm làm khâu trung gian thẩm định, kiểm tra chất lượng tại chính cửa hàng và nơi sản xuất. Với việc đầu tư đồng bộ các loại tủ bảo quản và cam kết chỉ bán các sản phẩm được sản xuất, sơ chế và bảo quản theo quy trình an toàn, các doanh nghiệp cũng đã cải tiến, điều chỉnh về chất lượng, hình thức bao bì, mẫu mã để phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng. Tuy nhiên, bên cạnh đó, đơn vị cần quan tâm hơn nữa là cải tiến chất lượng, thay đổi tư duy làm ăn, đảm bảo các yêu cầu về sản lượng, phương thức thanh toán để đưa sản phẩm OCOP tiến xa hơn trong thời gian tới.